Rồi bạn qua bài chính, cấu hình bài viết và cấu hình cho menu. Rồi đầu tiên mình sẽ vô và đăng nhập vô quản trị ha. Mình vô rồi mình coi ra cái website trước, website hiện tại như vậy đúng không? Đó, menu tạo rồi. Bây giờ bài viết mình muốn cấu hình lại, ví dụ muốn bỏ cái chữ Readmore đi được không? Mà bỏ cái tiêu đề bài viết cái chữ Readmore được không? Muốn bỏ cái chữ calorie chính trị được không? Đó. Rồi muốn sắp xếp lại bài viết, tôi muốn không hiển thị hai còn hai hai bài viết hai bên, tôi muốn một loạt bài viết từ trên xuống dưới luôn được không? Đó thì mình sẽ học cái cấu hình bài viết. Đăng nhập vào quản trị. Rồi cấu hình bài viết vào attention. Xin lỗi vô content. SQL Manager. Đây là option. Đây là cấu hình chung cho toàn bộ website. Khi mình cấu hình bên đây thì nó sẽ áp đặt đến toàn bộ các bài viết trên website và cả category. Đây article. Cấu hình này áp tất cả luôn. Ví dụ như bây giờ mình muốn không show tiêu đề hai cái cell below. Đó review. Vậy ta thì tất cả tiêu đề mà được vẫn đi hết đúng không? Rồi ví dụ như là mình muốn bật tiêu đề lên lại thì ví dụ muốn bật cái bài viết này đây, bài viết này, giờ mình show lại cái đi, mình coi bài viết mình thử nghiệm thử cái ha. Show cell below ha, show hiện lên. Ví dụ mình muốn ẩn vào một bài thôi ha. Giờ tôi muốn ẩn bài viết, ẩn một bài đầu thôi, ẩn đi thôi, bài sửa luật đất đai nè, phải sửa được đất đai nè, tôi ẩn một bài thôi. Đây. Một bài article manager. Thì tôi cấu hình bên chỗ article manager chỗ. Rồi tôi muốn cấu hình một bài viết thì tôi sẽ chọn bài viết đó. Ở bên tay phải một article option thì tôi cấu hình. Nếu tôi chọn view global chính là tôi sử dụng cái phần cấu hình chung. Còn tôi không sử dụng cấu hình chung thì tôi sẽ chọn chọn hai cái cell và lô. Đây một bài viết này chị ơi, cũng không được luôn, sao kỳ vậy? Đấy ơi, sửa luật đất đai đúng không? Hai rõ ràng đúng không? Sao kỳ không hiện? Sao kỳ ở bên ngoài nó vẫn không hai mà nó không hiện. Đó. Và nó còn một cái thành phần khác nữa ảnh hưởng thêm nữa, đó chính là phần menu. Mình vô menu manager, mình vô menu của mình vô cái menu home này, mình qua cái phần article option nè. Đó, cái tất cả các thằng nào mà thuộc bài viết nào hiển thị ở menu home thì nó sẽ lấy từ cái cấu hình chung cái xuống. Đó, cho nên nãy mình cứ chọn trong bài viết là ẩn thì nó vẫn lấy trong cấu hình chung, tại vì trong cấu hình chung mình là show lên rồi đúng không? Đó, cho nên mình phải chọn chỗ này lại là dùng theo cái article setting. Đó, rồi qua đây F5 lại thì bài viết này bị ẩn đi đúng không? Nó mất mấy bài khác show lên rồi, ẩn một bài. Đó, vậy thì cho nên là cái article manager option là cái bao quát. Rồi cái bao quát thứ hai của mình là menu manager option, và bao quát thứ hai là xong mới đến bài viết. Đó, xong mới đến bài viết. Rồi tiếp theo mình cấu hình cho cái dạng hiển thị của nó, dạng hiển thị của nó là lock và feature. Còn những phần khác không giải thích thì tại vì vẫn những phần khác ở trong bài lab mình có giải thích rõ ràng rồi, mình sẽ xem lại cái bài lab, xem lại cái bài lab buổi năm bài chính á. Buổi năm bài chính lab hướng dẫn. Đây, ở đây thì mình có liệt kê chi tiết nè, cái phần đó là phần nào nữa, sửa nè, nó
ok chi tiết nè. Rồi mình về đây mình xem lại đây, mình xem lại, không giải thích sâu thêm, mình chuyển sang cái phần của mình khác là phần log và feature. Thì landing article đây chính là bài viết ban đầu, bài viết đầu tiên á. Còn intro article là số bài viết hiện ra. Rồi column là số cột. Số cột nghĩa là sao? Là nghĩa là cái giao diện của mình, bài viết mình hiển thị chia là mấy cột, chia theo cái intro này. Còn link là các tin tức của bài viết. Ví dụ đây tôi muốn tôi chia là 1 đi. Bài viết đây tôi để 0 đi. Đó. Rồi tôi muốn số lượng bài viết ra hiện ra 4 bài và chia là 1 cột, và cái link của nó, link bài viết khác á là 4 link, và save lại. Rồi tôi review thử coi. Đây bài viết review lại. Ủa, cái kỳ á. Mình rồi mà. Nó còn ảnh hưởng bên trong menu nữa, thì mình vô menu nè. Rồi main menu, tại menu home mình nằm trong main menu. Ở đây. Nếu ở chỗ này nè, giả sử chỗ này mà mình cấu hình á thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ chỗ cấu hình menu. Còn nếu đây mình không cấu hình, mình để trống. Mà để nếu mình để trống thì mặc định nó sẽ lấy ở trong phần cấu hình tổng quan view global, xem hello lại coi sao. Đó, thì tất cả đều cấu hình đó, 4 link, 4 bài viết và bài viết đầu tiên của mình không bài. Đó. Vô hai cột phải không? Hai cột thì mình cũng vô cấu hình lại là Mexico nè. Đây mình cấu hình tổng quan ha. Tổng quan ha, hai cột. Mình giờ muốn trang chủ hai cột mà trang con một cột được không? Mấy thằng menu khác một cột được không? Được. Mình cũng vô menu nè. Vô menu ha. Rồi mình vô home trang chủ ha, tôi muốn trang chủ tôi hai cột. Đây tôi gọi column 2. Rồi vậy thôi. Save vào luôn. Rồi trang mấy thằng khác đi. Như mấy thằng ví dụ như là xã hội đi. Xã hội tôi muốn chính trị đi. Chính trị tôi muốn chia một cột. Rồi xem. Rồi review thử coi sao. Đây giờ chia hai cột đúng không? Chính trị, xã hội. Rồi chính trị. Tại đây có một bài mình không có phân biệt được ha. Mình đang thêm nhiều bài nó sẽ hiện ra. Đó. Rồi, tiếp theo mình có thể là cấu hình cho bên article, mà mình có thể cấu hình là ẩn cái tác giả đi luôn nè. Ẩn cái ngày nè. Đó. Ẩn nút read more, rồi ẩn tiêu đề nút read more. Đó, rồi ẩn mấy cái icon luôn đi. Đó, cho nó gọn lại, như mà muốn ẩn hết cho gọn lại. Rồi mình save và low. Rồi sao? F5 lại coi. Đây, rồi còn cái category show và không show thì mình cũng vô đó mình có mình tiếp tục. Chỗ là category mình 2 luôn. Save. F5. Đó thì ẩn hết đúng không? Menu home lại. Đó. Ha, rồi quay lại một cột đây ha, quay lại một cột. Một cột rồi đúng không? Nhưng mà trang chủ mình quay lại một cột thôi ha. Rồi bỏ đi. Rồi quay lại một cột liền. Đó, như vậy đúng không? Đó là mình vừa tìm hiểu xong vấn đề là cấu hình cái bài viết và cấu hình menu. Mình thấy cấu hình tổng quan rồi xong tới cấu hình thứ hai là mình hay cấu hình cái menu, rồi xong mới cấu hình từng bài viết đó. Thì cái nào lớn nó sẽ ảnh hưởng nhiều đó. Rồi mình có thể đi thực hành thử đó ha. Mình có thể coi thực hành theo cái bài lắp hướng dẫn này từ trên dưới. Để mình thực hành cấu hình lại cho đẹp.